Rồi, chào cô dương các bạn trở lại với chuyên là của em thì sẵn tiện có mấy màu thì em quay luôn cho anh chị xem về các màu xe thực tế của Xpander và giá bán lăn bánh dự kiến hiện nay nhá. Hiện nay thì cái mẫu Xpander thường này thì đây bản Bre này, em đã có lái thử rồi. Tuy nhiên thì để mà bàn giao thực tế thì khả năng chúng ta phải ký chờ nhé. Xe sẵn giao ngay thì nay khá là ít và giá bán nó sẽ lăn bánh dao động vào khoảng 730 đến khoảng 740 triệu khách hàng ở tỉnh địa phương. Với phiên bản Xpander Cross thì thay đổi một chút về nội thất ở phía trong ấy, thì lăn bánh sẽ động vào khoảng 760 770 nhá. Và giá bán cụ thể như nào thì mình sẽ trực tiếp qua hotline đính kèm trên mình giúp em. Bán chủ yếu của Xpander hiện nay thì vẫn là trắng, đen và cam, ba màu chính này. Đây, đây là bản màu trắng này. Ngoại thất so với phiên bản cũ thì không khác biệt nhiều, chủ yếu là thay đổi về nội thất như là phanh tay điện tử này, đẹp hơn, thiết kế đẹp hơn về mặt nội thất ở phía trong, nó không còn thô và quá nhiều nhựa như ở bản trước nữa. Đây, màu cam, màu bán chính và bán nhiều nhất ở phiên bản Xpander cả Cross hay là Premium. Xe này bên em mới về nên là mặt về đầu này cũng chưa lắp này, đa phần là những xe về trả khách hàng thôi. Đây mình nội thất mới, so với thời điểm trước thì giá này cao hơn khá khá nhiều rồi. Tuy nhiên thì đều là xe mới đấy, 2022 nhé. Nay bên em vẫn còn một xe 2021 ở form cũ, cũng màu cam như này. Nếu mà mình có nhu cầu thì có thể alo trực tiếp qua bên em. Một điều về thời điểm này mà anh chị mua để quan tâm lưu ý giúp em là vay trả góp ngân hàng hiện nay nó khó hơn thời điểm trước khá là nhiều rồi. Đó, đây đây chúng ta có một Xpander màu bạc, màu khá hiếm, phải nói là rất là hiếm thời điểm này. Đa phần Xpander phiên bản Pre thì bên em sẽ trả xe vào khoảng cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 nhé, đấy là nhanh. Còn Xcross thì thường là sẽ có sẵn giao ngay. Mình vay trả góp ở thời điểm này thì thứ nhất là ngân hàng khá khá hiện nay đã hết zoom rồi. Lãi suất sẽ cao hơn thời điểm trước khá nhiều, yêu cầu chứng minh tài chính hay là chứng minh thu nhập của khách hàng cũng sẽ khắt khe hơn. Đi kèm với đó là một số như là bảo hiểm này, hay là bảo hiểm phần vay, bảo hiểm nhân thọ thì tùy thuộc vào ngân hàng và lãi suất thì làm sao để vay được cái lãi suất tốt nhất và ít thủ tục nhất thì các bác vui lòng alo lại trực tiếp qua bên em nhé.